Vâng, chào mừng các bạn đến với Audio Công Giáo. Video này là video đầu tiên Audio Công Giáo trả lời những câu hỏi thắc mắc của các bạn bình luận dưới video. Câu hỏi thứ nhất, tại sao Chúa không hiện ra hay làm nhiều dấu lạ khiến nhiều người tin vào Ngài? Trước hết, tôi xin cảm ơn bạn về câu hỏi và bận tâm của bạn liên quan đến việc làm sao để nhiều người tin vào Chúa. Quả thật, còn có rất nhiều người trên thế giới này chưa biết đến Chúa, tin vào Chúa, thậm chí còn sỉ nhục Chúa, chửi mắng Chúa và chối bỏ Chúa. Trước khi về trời, Đức Giê-xu đã truyền dạy các môn đệ: hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, làm cho môn dân trở thành môn đệ Thầy, làm phép rửa cho họ. Kèm theo đó là lời hứa Thầy sẽ ở lại cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Thầy Giê-xu sẽ luôn ở cùng chúng ta trên hành trình truyền giáo và cụm từ mọi ngày cho đến tận thế, làm cho chúng ta có cảm tưởng rằng hành trình này sẽ chẳng bao giờ kết thúc, nó chỉ kết thúc vào ngày tận thế. Người môn đệ chân chính nào cũng khao khát mang Chúa đến cho người khác. Chính Chúa cũng muốn môn dân nhận biết ra Ngài, để cho họ được cứu độ. Nhưng liệu bằng cách nào cho tổ tiên họ về nói với họ về Chúa? Như bạn nói, có phải là một cách hay và khả thi không? Có thật là nếu tổ tiên họ về nói thì họ sẽ quay về bên Chúa không? Câu hỏi của bạn làm tôi nhớ đến dụ ngôn về người giàu có và anh Lazaro nghèo khó được nói đến trong Luca 16:19-31. Sau một đời sung sướng, hưởng thụ những tiện nghi vật chất mà không biết san sẻ cho người khác, một người giàu bị đưa vào nơi âm phủ sau khi chết. Ngước mắt lên, ông thấy Lazaro, người ăn xin hằng vất vưởng trước cửa nhà ông mà ông thường bỏ mặc, đang hạnh phúc nơi cung lòng Abraham. Người giàu có xin Abraham sai Lazaro hiện về, răn dạy 5 anh em của ông đang còn sống, để họ không phải rơi vào chốn cực hình giống ông. Abraham trả lời rằng, chúng đã có Môsê và các tiên tri, chúng hãy nghe các ngài. Nhưng ông nhà giàu cứ khăng khăng rằng, họ sẽ chẳng tin vào những gì người ấy đâu. Nhưng nếu có người từ cõi chết trở về nói với họ, thì họ sẽ tin. Abraham bình thản nói rằng, nếu họ không nghe Môsê và các tiên tri, thì dẫu cho ai sống lại từ cõi chết, họ cũng chẳng tin đâu. Bạn nghĩ sao về dụ ngôn này? Tin mừng cho chúng ta biết rằng dân Do Thái đã nhiều lần xin Đức Giê-xu những dấu lạ từ trời. Họ bảo rằng nếu Đức Giê-xu làm được thì họ sẽ tin. Khi bị treo trên cây thập giá, Đức Giê-xu cũng còn phải hứng chịu nhiều lời thách thức của đám dân đi qua lại rằng, nếu Ngài có thể xuống khỏi cây thập giá, họ sẽ tin Ngài đến từ Thiên Chúa. Tại sao khi còn sống, Đức Giê-xu không làm phép lạ thật nhiều, bay từ châu lục này đến châu lục khác thi triển những điều lạ lẫm? Tại sao từ trên cây thập giá, Ngài lại không dùng quyền năng của mình, uy hùng, hô phong hoán vũ, bước xuống khỏi cây thập giá? Tại sao khi sống lại, Ngài không hiện ra với từng người đã từng hùa nhau đóng đinh Ngài để khiến họ phải kinh khiếp mà tin vào Ngài? Tại sao Đức Giê-xu phục sinh không hiện ra ngay với các tông đồ mà lại phải hiện ra với người này người kia trước rồi bảo họ về thuật lại với các ông? Tại sao trong lần hiện ra thứ nhất với các tông đồ, Tôma vì không có mặt nên đã không tin lời chứng của những người khác? Đức Giê-xu không hiện ra ngay lúc đó luôn để chứng tỏ cho Tôma thấy, mà phải đợi đến 8 ngày sau mới hiện ra lần nữa. Và cuối cùng, tại sao khi đã phục sinh rồi, có toàn quyền trên trời dưới đất rồi, Đức Giê-xu không làm cái gì đó thật lẫm liệt vang lừng để tất cả mọi người ở mọi nơi biết Ngài mà tin Ngài, nhưng lại âm thầm chỉ đôi lần hiện ra để củng cố đức tin, dạy dỗ các môn đệ, sau đó về trời cách nhẹ nhàng chẳng ai biết, rồi lại sai các ông đi giao giảng tin mừng cho người ta? Dĩ nhiên là Chúa có thể làm được tất cả những điều này. Tôi tin rằng nếu thật sự Thiên Chúa tỏ bày uy quyền của Ngài theo cách đó, sẽ chẳng có ai dưới gầm trời này dám huênh hoang tự đắc, không thuần phục Ngài. Cách này dĩ nhiên là hơn hẳn cách cho người chết hiện về nói với người sống, như suy nghĩ của bạn rồi phải không? Tuy nhiên, liệu như thế có phải là một điều hay? Thiên Chúa muốn người ta đến với mình, nhưng không phải bằng sức mạnh, bằng uy quyền, bằng sự cưỡng ép. Thiên Chúa là tình yêu, mà trong tình yêu thì chỉ có sự tự nguyện, sự chân thành, sự thấu cảm. Nếu Đức Giê-xu vì khiêu khích mà làm phép lạ hay xuống khỏi cây thập giá,
Ngài đã không phải là Thiên Chúa rồi. Vì Thiên Chúa thì không bao giờ lệ thuộc vào những lời lẽ tầm thường như thế. Mãi muôn đời, muôn kiếp, Thiên Chúa vẫn đến với nhân loại qua hình ảnh một con người bị đóng đinh và bị treo trên cây thập giá như thế, để cho chúng ta nhìn lên và chiêm ngắm một tình yêu tuyệt hảo của Ngài dành cho mình. Chúa muốn người ta đến với Ngài bằng sự tự nguyện của con tim khi họ đụng chạm được chính Thiên Chúa đang thỏ thẻ lời yêu trong lòng mình. Với những ai đã gặp được Ngài rồi, họ tự nhiên thấy mình được thôi thúc để chia sẻ những điều mình thấy, nghe và chứng kiến cho người khác, để chính người khác cũng được nghiệm thấy. 8 ngày chính là khoảng thời gian đủ để các tông đồ kia làm chứng việc Thầy Giê-xu đã phục sinh cho Tô-ma. Tin vui phục sinh không phải là một tin vui chỉ để biết và hưởng thụ, nhưng còn là để chia sẻ qua lời nói và đặc biệt là qua đời sống của mình. Bạn nói rằng các linh mục có giảng thế nào họ cũng chẳng tin. Điều này có thể đúng. Nếu vị linh mục đó chỉ biết nói lý thuyết và không sống những gì mình dạy, bạn hãy nhìn xem, người ta đã tin vào Chúa biết bao nhiêu khi thấy gương sống của mẹ Teresa Calcutta, Đức Thánh Cha Gioan Paulo II hay Đức Giáo Hoàng đương nhiệm Francisco, cũng như bao vị anh hùng khác. Người thời nay sẽ chất vấn chúng ta, bạn tin vào Chúa ư? Hãy chứng minh cho tôi thấy bạn tin vào Chúa thế nào đi. Tạ ơn Chúa, vì Ngài đã không tự mình làm rạng danh mình bằng các phép lạ và những điều phi thường. Vì nếu Ngài làm như thế, Ngài chắc chẳng khác gì các diễn viên người mẫu tầm thường, sống lệ thuộc vào sự thừa nhận của người khác, tự tìm cách quảng bá về mình. Tạ ơn Chúa, vì Ngài đã cho chúng ta được thông phần nào sứ mạng cứu độ thế giới của Ngài qua công cuộc truyền giáo. Tạ ơn Chúa, vì lời mời gọi sống tốt để làm chứng cho Ngài trước mặt người đời mà Ngài dành cho chúng ta, dù chúng ta vẫn còn nhiều thiếu sót và lầm lỗi. Thế giới vẫn sẽ còn những người không tin, cánh đồng truyền giáo vẫn còn mênh mông bát ngát. Thiên Chúa sẽ có cách định liệu cho những bông hạt nằm ở xa chưa có người tới gần. Còn chúng ta cứ hăng say làm bổn phận của mình trong khả năng có thể để trở thành một Kitô hữu mẫu mực. Chúng tôi nghĩ rằng người ta sẽ tự tìm đến với Chúa theo cách này nhiều hơn và hiệu quả hơn cách hiện hồn về rất nhiều. Trên đây là một vài suy nghĩ nhỏ của chúng tôi, xin chia sẻ cùng bạn. Có một câu hỏi khác, bạn hãy chứng minh Chúa hiện hữu đi. Trong một bài thuyết trình về định lý bất toàn tại Đại học Sydney, giáo sư Mark Coliban mô tả Kungodel như một trí tuệ lạ thường nhất thế giới. Có lẽ ai cũng lập tức đồng ý với Mark nếu biết công trình cuối cùng của Godel, một chứng minh về sự hiện hữu của Chúa. Bản thân Godel tuyên bố, có một triết học và thần học mang tính khoa học chính xác để giải quyết những vấn đề liên quan đến các khái niệm trừu tượng cao cấp nhất. Và triết học và thần học ấy cũng mang hiệu quả cao nhất đối với khoa học. Chứng minh của Godel về sự hiện hữu của Chúa chính là hình mẫu đầu tiên cho loại triết học và thần học này. Tự động hóa chứng minh định lý của Godel về sự hiện hữu của Chúa. Quả thật, rất khó để tin rằng một vấn đề triết học và thần học trừu tượng như vấn đề Chúa có tồn tại hay không lại có thể trở thành một định lý toán học. Godel là nhân vật quá lạ thường để biến một vấn đề thuần túy tâm linh như thế thành một bài toán cụ thể của khoa học. Chính xác hơn, một bài toán của khoa học logic hình thức, cánh cửa để bước vào khoa học computer. Vì thế, không có gì để ngạc nhiên khi các nhà khoa học computer ngày nay rất thích các định lý của Godel, vốn đã được hình thức hóa tới cấp cao nhất của toán học. Họ muốn dùng các định lý của Godel để thử sức các chương trình computer mới nhất. Đặc biệt, họ muốn thử dùng các chương trình mạnh nhất của computer để tự động hóa việc chứng minh các định lý toán học. Nếu thành công, điều này sẽ mở ra một viễn cảnh vô cùng sáng lạng cho toán học. Con người có thể tập trung vào việc sáng tạo những tư tưởng mới và nhường công việc chứng minh nặng nhọc cho computer. Một ngày nào đó, giải Phil chủ yếu sẽ dành cho những tư tưởng mới đánh giá, thay vì cho những công trình chứng minh như hiện nay. Trong bối cảnh ấy, định lý của Godel về sự hiện hữu của Chúa trở thành bài toán hấp dẫn
đối với Ben Buller thuộc Đại học Tự do ở Berlin và Bruno Barrel thuộc Đại học Kỹ thuật Vienna. Đầu năm 2013, hai nhà khoa học computer đó đã bắt tay vào việc computer hóa định lý này. Và không đầy một năm, đến tháng 10, kết quả được công bố trong một công trình mang tên Hình thức hóa, cơ giới hóa và tự động hóa chứng minh của Cornell về sự hiện hữu của Chúa. Trong đó cho biết, đây là lần đầu tiên chứng minh của Cornell về sự hiện hữu của Chúa được phân tích ở một mức độ chưa từng có về chi tiết và hình thức bằng những công cụ chứng minh cao cấp. Những việc sau đây đã được thực hiện theo trình tự. Một chứng minh chi tiết bao gồm những suy diễn logic tất yếu. Hình thức hóa các tiền đề, định nghĩa và định lý bằng cú pháp TB, TB, THF. Tự động hóa kiểm tra tính nhất quán hay phi mâu thuẫn của các tiền đề và định nghĩa bằng chương trình NIPIC. Tự động chứng minh các định lý bằng những chương trình chứng minh Level 2 và Startup. Từng bước hình thức hóa bằng cách sử dụng công cụ trợ giúp chứng minh COQ. Hình thức hóa sử dụng công cụ trợ giúp chứng minh Isabel tại những chỗ các định lý và một số các bộ đề bổ sung đã được tự động hóa nhờ các chương trình SelectJammer và Metis. Phải nói ngay rằng, công trình của Ben Buller và Barrel trước hết và chủ yếu là một thành tựu lớn của khoa học computer. Mục đích chính của các tác giả là thử nghiệm khả năng chứng minh các định lý toán học bằng computer. Thành tựu này chỉ ra rằng computer có thể giúp đỡ hoặc sẽ hoàn toàn thay thế con người trong việc tự động chứng minh bất kỳ định lý toán học nào nếu định lý ấy có thể thuật toán hóa và hình thức hóa. Nhận định về việc này, trang mạng CNET ở Mỹ viết: Một ngày nào đó, có lẽ computer có thể hoàn toàn dỡ bỏ gánh nặng chứng minh khỏi con người, sao cho con người có thể tập trung vào những vấn đề nhận thức cao cấp hơn. Như vậy, nhận thức cao cấp hơn nghĩa là gì? Là suy ngẫm về những giá trị văn hóa, tinh thần, tư tưởng và nhân văn mà computer không bao giờ có thể có như con người. Nhận thức cao cấp nhất là đặt những câu hỏi suy tư về ý nghĩa cuộc sống, những câu hỏi triết học, thần học, tôn giáo. Sẽ chẳng bao giờ có một chiếc computer nào có thể nói lên đức tin của nó đối với một vấn đề gì. Computer không thể chịu trách nhiệm với câu hỏi có Chúa hay không có Chúa. Trách nhiệm ấy thuộc về nhận thức cao cấp của con người. Công trình của Ben Buller và Barrel không kết luận có Chúa hay không có Chúa. Nó chỉ khẳng định lập luận logic của Cornell là hoàn toàn chính xác. Nói cách khác, kết luận của Cornell rằng Chúa hiện hữu là hoàn toàn đúng, nếu hệ tiên đề của ông là đúng. Đến đây, không thể không chiêm ngưỡng chứng minh của Cornell, không kể những thảo luận bên lề, toàn bộ chứng minh chỉ gón gọn trong 12 dòng, bao gồm 5 tiên đề ký hiệu là AX, 3 định nghĩa DF và 4 định lý TH. Nếu bạn thừa nhận 5 tiên đề nói trên của Cornell, thì ắt bạn phải nhất trí với Cornell rằng Chúa tồn tại. Vì lập luận logic của Cornell là hoàn toàn chính xác, như công trình của Ben Buller và Barrel đã khẳng định. Vậy vấn đề quy về hệ tiên đề, bạn có thừa nhận hệ tiên đề của Cornell hay không? Công trình của Ben Buller và Barrel chỉ chứng minh hệ tiên đề này là nhất quán, tức là phi mâu thuẫn, thay vì chịu trách nhiệm về tính chân lý của từng tiên đề. Tính chân lý của từng tiên đề là cái không thể chứng minh, chỉ có thể thừa nhận hoặc phủ nhận, điều này phụ thuộc vào trực giác. Trực giác không phải là một hằng số, mà là một hàm số biến thiên theo thời gian và phụ thuộc vào nhiều tham số khác nhau. Trong đó có tham số hiểu biết. Để chứng minh của Cornell nhất thiết phải có hiểu biết sâu sắc và logic toán học, hình thức và logic triết học, đặc biệt là logic phương thức, một ngành logic nghiên cứu những khái niệm triết học như tính tất yếu, về khả tính, tính ngẫu nhiên. Nếu không có những tri thức đó, chúng ta không thể có bất cứ trực giác nào để tán thành hoặc phủ nhận các tiên đề của Cornell. Nhưng ngay cả trong trường hợp có đủ tri thức toán học và triết học để tán thành hệ tiên đề của Cornell, chúng ta cũng không có đủ cơ sở để kết luận Cornell có thực sự là một người hữu thần hay không, vì nhiều lý do. Xuất phát từ những hệ tiên đề khác nhau,
có thể có những kết luận khác nhau. Phương pháp tiền đề dựa trên logic hình thức vừa là một công cụ sắc bén để xây dựng các lý thuyết, vừa có thể là một trò chơi thuần túy mục đích. Một chuyên gia giỏi về logic hình thức có thể làm điều ngược lại với cột đèo, khéo léo lựa chọn những tiền đề sao cho có thể đi tới kết luận Chúa không tồn tại. Nhiều nhà khoa học tin vào Chúa, nhưng thực chất vẫn là vô thần. Vấn đề là ở chỗ Chúa của họ như thế nào. Điều này sẽ được trình bày rõ hơn ở phần tiếp theo. Đó là những lý do để tôi đặt câu hỏi. Liệu Godel có thực sự tin vào Chúa không? Chúa của ông như thế nào? Nếu bạn đã tìm hiểu về định lý bất toàn của Godel, khám phá toán học số 1 của thế kỷ 20 của Perry Massa chẳng hạn, bạn đã thấy từ định lý này có thể suy diễn một cách triết học để đi đến kết luận rằng niềm tin vào sự hiện hữu của Chúa là cần thiết và hợp lý hơn là không có Chúa. Tuy nhiên, đó không phải là suy diễn của chính bản thân Godel. Vậy thực chất Godel nghĩ gì? Tôi muốn biết tư tưởng thực sự của Godel về Chúa như tôi đã biết về Einstein. Einstein thì rất hay nhắc đến Chúa, nhưng thực chất ông là người vô thần. Ông không có cảm xúc tâm linh. Ông không có trải nghiệm về những hiện tượng siêu nhiên. Ông tin rằng con người sẽ biết mọi sự thật, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Con người khi tự cho mình có thể biết và sẽ biết được mọi sự thật thì quả thật là không cần Chúa nữa. Thật vậy, Einstein có tin Chúa, nhưng Chúa của ông không phải là Chúa của người Do Thái hay Thiên Chúa Giáo. Chúa của Einstein đơn giản chỉ là tác giả sáng tạo ra vũ trụ bởi những định luật vật lý cố định mà ông là một trong những người có khả năng biết được ý Chúa. Vì thế, Chúa không can thiệp vào tác phẩm sáng tạo của Ngài, mà không để cho nó tự vận hành theo những quy luật mà Ngài đã cài đặt. Tương tự, Chúa của Einstein cũng không can thiệp vào đời sống của con người. Việc bạn cầu nguyện hay đi lễ nhà thờ không liên quan gì đến những định luật vật lý mà Ngài đã ban hành. Nói cách khác, việc bạn cầu nguyện không liên quan gì đến Chúa. Chúa của Einstein không phải là Chúa quan phòng, không phải Chúa với hình ảnh con người và yêu thương loài người. Chúa của Einstein không có trái tim. Đó không phải là Chúa của Abraham, Moses và Isaac. Vậy nếu lấy tiêu chuẩn của Do Thái giáo hay Thiên Chúa giáo để xác định một người là hữu thần hay vô thần, thì Einstein là một người vô thần. Mặc dù ông là một trong những nhà khoa học nhắc đến Chúa nhiều nhất, thậm chí ông coi niềm tin vào Chúa theo cách của ông mới là tôn giáo đích thực. Einstein tin vào Chúa của ông mạnh mẽ đến nỗi cho rằng một ngày nào đó các nhà thông thái như ông sẽ biết được ý Chúa. Stephen Hawking cũng là một người vô thần, cũng từng nhắc lại điệp ngữ ấy của Einstein, mặc dù gần đây sau khi thấm nhuần định lý bất toàn đã ngộ ra rằng sẽ chẳng bao giờ biết được ý Chúa. Thực ra Chúa của Einstein chính là vũ trụ, là thế giới tự nhiên với những định luật vật lý chi phối mọi thành phần của nó. Các nhà triết học gọi đó là Chúa của Spinoza, bởi Baruch Spinoza, nhà triết học Hà Lan thế kỷ thứ 17, là người đầu tiên nêu lên chủ thuyết của một vị Chúa là tự nhiên hoàn toàn, độc lập với tư tưởng và tình cảm của con người, lãnh đạm với con người, mặc dù con người là một thành phần của tự nhiên, một thành phần của Chúa. Thật vậy, với chủ thuyết Spinoza, tự nhiên là mọi thứ bao gồm khối lượng, năng lượng, nguyên tử, phân tử, cuộc sống, tư tưởng, con người, xã hội, thiên hà, thậm chí cả đa vũ trụ nếu có. Chẳng có cái gì từ bên ngoài tự nhiên, kể cả tinh thần và những hiện tượng ta chưa hiểu được bản chất. Nhưng nếu có, thì chúng cũng là một bộ phận của tự nhiên. Vậy tự nhiên chính là Chúa và Chúa là tự nhiên. Nói cách khác, tự nhiên chính là biểu hiện của Chúa. Chúa không đứng ngoài tự nhiên để phán xét tự nhiên, bởi vì Chúa chính là tự nhiên. Chúa không phải là thần thánh. Vì thế, dưới con mắt của Thiên Chúa giáo, chủ thuyết Spinoza thực chất là vô thần. Chúa của Spinoza thực chất là Chúa vô thần. Thế nhưng, Chúa của Spinoza lại có sức hút mạnh mẽ đối với Einstein trong một bức điện tín gửi cho Rabbi Goldstein ở Đức ngày 24 tháng 4 năm 1929. Ông viết:
Tôi tin vào Chúa của Spinoza. Ngài tỏ lộ ra trong sự hài hòa của mọi vật tồn tại. Chứ tôi không tin vào một vị Chúa bận tâm với số phận và những việc làm của con người. Trong một thư khác gửi cho Patrick Frerich ngày 17 tháng 12 năm 1952, ông nói: Đối với tôi, quan niệm về một vị Chúa có hình ảnh con người thật là xa lạ và dường như quá ngây thơ. Trong thư gửi cho Eric Gulkin năm 1954, anh đành phủ nhận niềm tin Thiên Chúa giáo một cách rõ rệt. Từ ngữ Chúa đối với tôi chẳng có gì khác hơn là một sản phẩm biểu hiện của sự yếu đuối của con người. Kinh Thánh là một tuyển tập các huyền thoại được trân trọng nhưng vẫn còn nguyên sơ. Vậy, Chúa của cô Đeo thì sao? Liệu Chúa của cô Đeo có giống Chúa của anh Thanh không? Câu hỏi này rất đáng hỏi, bởi lẽ cô Đeo và anh Thanh vốn là một cặp bạn bè thân thiết khi hai ông cùng là giáo sư tại Đại học Princeton. Mặc dù chênh lệch tuổi tác, anh Thanh hơn cô Đeo 27 tuổi, nhưng họ ngưỡng mộ nhau đến mức tri kỷ. Dường như anh Thanh không tìm thấy ai hiểu mình hơn cô Đeo, đến nỗi có lần ông nói với mọi người rằng ông đến văn phòng của ông trong đại học chỉ để có cái đặc ân được cùng đi bộ với cô Đeo về nhà. Ngược lại, cô Đeo chịu ảnh hưởng của anh Thanh là điều có thể thấy rõ qua một công trình của ông về vũ trụ quay tròn, được xây dựng trên nền tảng của thuyết tương đối tổng quát. Vũ trụ này chứa đựng những nghịch lý, chẳng hạn như thời gian có thể trôi ngược. Mặc dù đến nay chưa có ai tìm thấy một sai sót nào trong lập luận và tính toán của cô Đeo. Anh Thanh rất hài lòng với công trình này của cô Đeo. Và đó là lý do để năm 1951, cô Đeo trở thành một trong hai người đầu tiên đạt giải thưởng Albert Einstein Edward. Một giải thưởng dành cho những công trình về vật lý thuyết được thiết lập ngay từ khi anh Thanh đang còn sống. Vì thế câu hỏi ấy tất yếu nảy sinh trong đầu bất cứ ai yêu mến anh Thanh và cô Đeo là Chúa của cô Đeo có giống Chúa của anh Thanh hay không? Để trả lời, phải ngược dòng lịch sử trở về với quá khứ từ năm 1077 đến năm 1078, khi Đức Tổng giám mục Anselm ở Canterbury công bố luận văn đầu tiên trong lịch sử nhận thức cố gắng chứng minh sự hiện hữu của Chúa bằng logic. 9 thế kỷ từ Anselm qua Leibniz đến Gödel. Lập luận chủ yếu trong Prosodium của Anselm có thể tóm tắt một cách giản lược bằng ngôn ngữ thời nay như sau. 1. Định nghĩa: Chúa là thực thể lớn nhất có thể hình dung được. Không có thực thể nào có thể hình dung được mà lớn hơn Chúa. Ký hiệu G là Chúa, X là một thực thể bất kỳ, thì G lớn hơn hoặc bằng X với mọi X. 2. Tiền đề: Một thực thể vừa tồn tại trong tư tưởng, vừa tồn tại trong thực tế, ắt phải lớn hơn thực thể ấy khi nó chỉ tồn tại trong tư tưởng. Ký hiệu XMR là thực thể X vừa tồn tại trong tư tưởng, vừa tồn tại trong thực tế, và XM là thực thể ấy chỉ tồn tại trong tư tưởng. Ta có XM'R lớn hơn XM. 3. Hệ quả: Nếu GMR là thực thể lớn nhất tồn tại cả trong tư tưởng lẫn trong thực tế, và GM là thực thể lớn nhất chỉ tồn tại trong tư tưởng, theo tiên đề ở mục 2, ta phải có GM ngoặc M'R lớn hơn GM ngoặc M. 4. Biện luận: Giả sử Chúa tồn tại trong tư tưởng, tức là G bằng G M ngoặc M. Theo định nghĩa của G, ta có G bằng GM lớn hơn G M ngoặc M phải R. Nhưng điều này mâu thuẫn với hệ quả ở mục 3. 5. Kết luận: Vậy Chúa không thể chỉ tồn tại trong tư tưởng. Chúa ắt phải tồn tại cả trong tư tưởng lẫn trong thực tế. G bằng G M ngoặc M phải R, tức là Chúa tồn tại. Tư tưởng của Anselm có ảnh hưởng rất lớn đến triết học, thần học và tôn giáo thời Trung Cổ. Vì thế năm 1163,
54 năm sau khi mất, Ngài đã được phong thánh. Đến thế kỷ thứ 17, luận văn của Thánh Anselm được một trong những nhà toán học, logic học và triết học lớn nhất thời đó là Gottfried Leopoldi 1646-1716 phát triển nên thành một công trình triết học và thần học tỉ mỉ, sâu sắc, đầy sức thuyết phục. Ba thế kỷ sau, dựa vào công trình của Leibniz, nhà toán học và logic học chữ danh Kungodel đã sáng tạo nên định lý có 102 của ông về sự hiện hữu của Chúa, như chúng ta đã thấy trong hình ở trên. Thực chất công việc của Gödel là hình thức hóa những lập luận của các bậc tiền bối, áp dụng các phép toán của logic hình thức cho những lập luận ấy, tạo nên một định lý hoàn hảo về mặt logic không thể tranh cãi, làm chỗ dựa vững chắc cho tất cả những ai thừa nhận hệ tiền đề của ông. Phải nói rằng, Gödel là một thiên tài trong việc hình thức hóa các mệnh đề logic. Nói cách khác, ông là một thiên tài trong việc tạo dựng cấu trúc hình thức cho những bài toán logic. Định lý bất toàn của ông có thể nói là một thành tựu vĩ đại của logic toán, lấy cảm hứng từ hai nguồn mạch tư tưởng sau đây. Nguồn thứ nhất, chương trình của Hilbert đầu thế kỷ 20 hòng tìm ra chiếc chân thánh toán học, một phương pháp toán học tổng quát cho phép chứng minh hoặc bác bỏ bất kỳ một mệnh đề toán học nào. Nói cách khác, chương trình của Hilbert với tham vọng khám phá ra một quyết định luận cho phép xác định dứt khoát tính trắng đen, đúng sai của bất kỳ một bài toán học nào. Trong khi các nhà khoa học khác tin tưởng vào Hilbert đến mức hiến dâng cả cuộc đời cho chương trình này, Gödel lại nghi ngờ tính khả thi của nó. Trực giác mách bảo ông rằng có khúc dương nhọn trong bữa tiệc logic do Hilbert sắp đặt bày biện mời thực khách. Gödel âm thầm một mình một lối đi tìm miếng xương đó, và ông đã tìm thấy. Nguồn 2, nghịch lý, kẻ nói dối. Đây là câu chuyện của logic ngôn ngữ. Nó chính là vật liệu để Gödel chế biến bữa tiệc mới của mình, thay thế cho bữa tiệc của Hilbert. Một số người quá yêu mến Hilbert nên đến nay vẫn ngậm ngùi thương cảm ông vì sự thất bại thảm hại của chương trình mang tên ông. Tôi nói, tại sao bạn phải ngậm ngùi như thế? Hilbert mãi mãi vĩ đại, vì ngay cả trong thất bại, ông vẫn có công lớn là tạo cảm hứng cho Gödel khám phá ra một trong những định lý vĩ đại nhất của loài người. Đó là lý do để Gregory Chaitin, nhà toán học lớn của IBM, phải thốt lên ca ngợi thất bại của Hilbert là một thất bại vinh quang. Vậy có gì phải ngậm ngùi? Chỉ tiếc là Hilbert cho đến lúc rời khỏi thế giới vẫn không dám thừa nhận thất bại, vẫn không chịu thừa nhận định lý của Gödel. Giá như ông thừa nhận, ông sẽ vĩ đại hơn. Tương tự như định lý bất toàn, định lý của Gödel về sự hiện hữu của Chúa là một thành tựu tuyệt vời của logic toán, lấy cảm hứng từ những công trình nghiên cứu của Anselm ở Canterbury và của Gottfried Leibniz cho rằng chân lý và thần học hay tôn giáo và triết học không thể mâu thuẫn với nhau, vì đức tin và lý lẽ cả hai đều là quà tặng của Chúa. Nếu chân lý thuộc hai phạm trụ này mâu thuẫn thì hóa ra Chúa chống lại bản thân mình. Là một nhà toán học và logic học bậc nhất, Leibniz rất coi trọng lý lẽ. Vì thế ông đòi hỏi đức tin phải được bênh vực bởi lý lẽ, và bất kỳ giáo lý nào về đức tin mà không thể bênh vực được bằng lý lẽ thì phải từ bỏ. Với tinh thần đó, ông dám đối đầu với một trong những bài toán khó nhất của thần học, Thiên Chúa giáo. Đó là câu hỏi chất vấn: nếu Chúa là toàn thiện, toàn trí và toàn năng, thì tại sao quỷ dữ vẫn hoành hành trên thế gian? Câu trả lời theo Leibniz là vì trong khi Chúa thực sự có trí tuệ và sức mạnh vô hạn, thì loài người bị giới hạn cả về trí tuệ lẫn khát vọng hay sức mạnh để hành động. Điều này dẫn con người đến những niềm tin sai lạc, những quyết định sai lầm và những hành động không có hiệu quả trong việc sử dụng ý chí tự do của mình. Chúa không gây đau khổ cho con người, nhưng Ngài cho phép đau khổ đóng vai trò như hậu quả cần thiết của cái ác, như một phương tiện để con người có thể nhận ra sự thật mà học hỏi và sửa chữa sai lầm. Tóm lại, Leibniz không chỉ là một người có đức tin Thiên Chúa giáo thuần thành, mà còn là một người bảo vệ đức tin mạnh mẽ dựa trên những lập luận triết học
và thần học sắc bén. Đến lượt cô Tèo, ông biến niềm tin ấy thành những định lý toán học. Chứng minh của ông về sự hiện hữu của Chúa thực ra là một cách bày tỏ đức tin của mình thông qua ngôn ngữ ký hiệu logic. Tư tưởng triết học và tôn giáo của cô Đèo. Phiên bản đầu tiên của định lý của Đèo về sự hiện hữu của Chúa xuất hiện vào khoảng năm 1941. Nhưng trong một thời gian dài gần 30 năm, Gödel không tiết lộ với bất cứ ai về công trình này. Mãi tới năm 1970, khi sức khỏe yếu dần và dường như ông cảm thấy mình đang chuẩn bị rời khỏi thế gian, ông mới bắt đầu tiết lộ với bạn bè. Tháng 2 năm ấy, ông cho phép Dana Scott, một nhà khoa học logic xuất sắc, sao chép lại một phiên bản của chứng minh. Nhưng bản sao ấy cũng chỉ được lưu truyền trong đám đồng nghiệp thân cận riêng tư. Tháng 8 năm 1970, Gödel nói với Oskar Morgenthau, một nhà kinh tế học và đồng tác giả của lý thuyết trò chơi, rằng ông thấy thỏa mãn với chứng minh của ông. Nhưng Morgenthau ghi trong nhật ký của mình ngày 29 tháng 8 năm 1970 rằng Gödel sẽ không công bố công trình của ông vì sợ người khác có thể nghĩ ông thực sự tin vào Chúa, trong khi ông chỉ định thực hiện một nghiên cứu về logic để chứng tỏ rằng một chứng minh dựa trên phương pháp tiên đề là khả thi. Gödel mất ngày 14 tháng 1 năm 1978. Trong đống hồ sơ, giấy tờ của ông để lại, người ta tìm thấy một phiên bản khác của công trình chứng minh sự hiện hữu của Chúa, khác một chút so với bản mà Scott đã sao chép năm 1970. Cuối cùng, cả hai phiên bản này cũng đã được công bố trong năm 1987, tức là 9 năm sau khi Gödel mất. Nhật ký của Morgenthau là một nguồn dữ liệu quan trọng và xác thực để cho chúng ta biết về Gödel trong những năm tháng cuối đời. Nhưng nhận định ghi trong nhật ký ngày 29 tháng 8 năm 1970 đại ý rằng Gödel không thực sự tin vào Chúa là không chính xác, vì nó mâu thuẫn với những bằng chứng khác. Chẳng hạn như trong thư gửi cho mẹ, một người mẹ không mấy khi đi lễ nhà thờ và để cho con cái lớn lên với tư tưởng tự do. Gödel thường trình bày dài dòng về niềm tin của ông đối với một cuộc sống sau cái chết. Một người như thế ắt không thể là một người theo chủ nghĩa duy vật. Ông cũng thể hiện những quan điểm tương tự khi trò chuyện với Vương Hạo, một nhà toán học logic người Mỹ gốc Hoa vốn hay hoài nghi. Vương Hạo kể lại: trong khi Gödel nói tôi thể hiện những ngờ vực của mình, Gödel mỉm cười khi nhắc lại những câu hỏi của tôi, biết rõ rằng những câu trả lời của ông không thuyết phục được tôi. Gödel nói gì mà Vương Hạo không tin? Phải chăng Gödel nói về niềm tin của ông đối với thế giới tâm linh? Tôi nghĩ như vậy, và độc giả cũng có thể nghĩ như vậy nếu biết tư tưởng triết học và thần học của Gödel mà tôi sẽ trình bày ở phần dưới. Tuy nhiên, Vương Hạo đã vẽ ra bức chân dung rất chân thực của Gödel khi kể rằng hai ngày sau khi Gödel mất, vợ Gödel là Adel nói với Vương Hạo rằng Gödel mặc dù không đi lễ nhà thờ nhưng là một người đầy ắp tinh thần tôn giáo và mọi sáng chủ nhật thường nằm trên giường đọc kinh thánh. Bản thân Gödel nói rõ đức tin của ông trong một lá thư trả lời phỏng vấn nhưng không được gửi đi như sau: tôi là một người theo đạo Lutheran nhưng không thuộc một cộng đoàn giáo hội nào cả. Niềm tin của tôi là hữu thần, không phiếm thần theo tư tưởng của Leibniz chứ không theo Spinoza. Điều rất thú vị là Gödel đã công khai phát biểu quan điểm triết học, thần học của ông một cách rõ ràng dưới một bảng liệt kê gồm 14 điểm. Tôi xin chép lại ở đây những quan điểm độc đáo nhất theo đúng số thứ tự trong bảng liệt kê của ông. Tôi cũng mạo muội bày tỏ suy nghĩ của mình ngay sau mỗi ý kiến của Gödel. Ý kiến của Gödel được tô đậm trong ngoặc kép kèm theo nguyên văn tiếng Anh trong ngoặc đơn, sau đó là ý kiến bình luận của tôi. Thế giới là hợp lý. Nếu vậy thì phải có Chúa. Nếu không có Chúa, thế giới sẽ bất hợp lý đến mức hỗn loạn và có lẽ đã tan rã từ lâu. Có những thế giới khác mà những thực thể có lý trí thuộc loại khác và cao hơn chúng ta. Đây là một niềm tin, không phải một lý lẽ. Như tôi cũng tin như vậy. Tôi tin có thế giới tâm linh.
thế giới siêu vật chất, thế giới phi vật chất. Những thế giới này tồn tại cùng với chúng ta, nhưng không thể xác nhận bằng các phương tiện vật lý bởi vì nó phi vật lý. Con người chỉ đoán nhận thế giới ấy thông qua các kênh tâm linh. Kênh tâm linh là cầu nối ý thức của con người với các thế giới khác. Thế giới trong đó chúng ta đang sống không phải là thế giới duy nhất mà trong đó chúng ta sẽ sống hoặc đã sống. Có nghĩa là tồn tại một thế giới sau cái chết và một thế giới trước khi chúng ta sinh ra. Điều này phù hợp với thuyết luân hồi của Phật giáo và phù hợp với tín ngưỡng của nhiều dân tộc. Lý lẽ trong loài người sẽ được phát triển theo mọi hướng. Nhìn lại lịch sử nhận thức, ta thấy nhận định này đúng. Tư tưởng xác định đã được thay thế bởi tư tưởng bất định và hỗn độn. Toán học cũng không còn xác định nữa mà bất toàn, thiếu chắc chắn. Không có mô hình nào của con người là tuyệt đối nữa. Tính tuyệt đối thuộc về Chúa. Chủ nghĩa duy vật là sai lầm. Tôi tán thành quan điểm này. Triết học duy vật chủ trương tư tưởng vật chất có trước, tinh thần có sau, hoặc vật chất quyết định tinh thần, là sai lầm của những sai lầm. Chủ nghĩa Darwin là sai lầm, ngụy khoa học. Con người không thể là hậu duệ của hắc tinh tinh. Con người phải là một thực thể vật chất cộng tinh thần. Nhưng thể xác vật chất là hữu hạn cả về không gian lẫn thời gian. Tinh thần là phi không gian và phi thời gian. Tinh thần chỉ mượn thể xác để biểu lộ trong thế giới vật lý. Khi thể xác ngừng hoạt động, tinh thần sẽ ra đi. Như Descartes dục dã linh hồn của ông trước lúc nhắm mắt. Nào, hãy lên đường, linh hồn tả hơi. Có một triết học và thần học khoa học chính xác giải quyết những khái niệm về cái chiều tượng cao nhất. Và đây cũng là thành tựu cao nhất của khoa học. Chứng minh của cô đèo về sự hiện hữu của Chúa chính là một thành tựu của loại triết học và thần học này. Thay lời kết, nếu bạn không tán thành hệ tiên đề đó, bạn khó có thể tán thành mọi lý thuyết của cô đèo. Chẳng hạn, bạn có thể tán thành định lý bất toàn, nhưng chưa chắc bạn đã tán thành định lý về sự hiện hữu của Chúa. Nhưng điều đó chẳng hề gì, bởi thực ra đức tin vào Chúa không phụ thuộc vào một định lý nào cả. Lời của Thánh Thomas Aquino mới thật lý trí. Đối với người có đức tin, không cần có sự giải thích nào cả. Đối với người không có đức tin, chẳng có lời giải thích nào là đủ. Vậy định lý của Godel về sự hiện hữu của Chúa có ý nghĩa gì? Với người có đức tin, nó củng cố đức tin, nó bác bỏ quan điểm của Einstein cho rằng niềm tin Thiên Chúa giáo chỉ là biểu lộ của sự yếu đuối. Nó ủng hộ quan điểm của Perry Massa, cho rằng đức tin và khoa học không phải là kẻ thù của nhau mà hỗ trợ cho nhau, cái này cần cái kia để tồn tại. Với người không có đức tin, nó như một lời mời gọi bạn suy ngẫm. Vì thấm nhuần lời của Thánh Thomas, tôi vui mừng khi gặp một người có đức tin cũng như rất thông cảm với một người không có đức tin. Chúng ta đôi khi giống nhau hoặc khác nhau chỉ ở một tiên đề nào đó mà thôi. Tác giả Phạm Việt Hưng, nguồn bài viết Audio Công giáo, biên tập và siêu tầm. Người thực hiện Kiên Nguyện.